Jessica Smart Shop giới thiệu miếng bịt góc bàn silicone giúp bảo vệ các bé yêu. Bịt góc bàn tác dụng gì? Vì sao trong mỗi gia đình nên sử dụng? Sản phẩm mang tính tiện ích cao cho mỗi gia đình, nó cực kỳ tiện dụng và mang lại hiệu ích cao cho người sử dụng. Giá của sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. Sản phẩm được làm bằng silicone mềm, chất liệu cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, mang lại sự an toàn cho các bé khi chơi ở các vật có góc nhọn và cứng nên các mẹ yên tâm. Sử dụng được lâu dài vì có độ bền cao, dễ sử dụng. Sản phẩm gồm 4 miếng, chỉ cần bóc lớp băng dính và dán lại ở các góc vật dụng là xong, không ảnh hưởng tới thẩm mỹ của vật dụng. Với những công dụng và hữu ích như trên thì các mẹ nên sắm ngay những sản phẩm bịt góc bàn bảo vệ 4 góc bằng silicone mềm để các bé tha hồ vui chơi mà không lo va phải các góc bàn ghế trong nhà. Đặc điểm, chất liệu của bịt bảo vệ 4 góc bàn silicone mềm. Bộ sản phẩm gồm 4 miếng cho một vị, sẽ sử dụng cho 4 góc bàn hoặc ghế. Chất liệu là silicone cao cấp có đặc tính mềm, nên khi các bé va vào các góc đã được giá sản phẩm sẽ an toàn. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Anh và hầu hết các quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Hình dáng miếng dán hình tròn chia làm 4 góc, có tính thẩm mỹ cao, hình thức đẹp có nhiều màu sắc cho người tiêu dùng lựa chọn để hài hòa với vật dụng mà mình dán vào. Chất liệu silicone nên các mẹ tha hồ dán vào các góc tủ đựng bát, cánh cửa mà không phải lo nước thấm và làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Độ bền của sản phẩm rất cao, nếu không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Miếng bịt góc bàn silicone tiện ích cho mọi gia đình có trẻ nhỏ, giúp bảo vệ bé yêu của bạn tránh khỏi những thương tích khi có va đập với cạnh sắc nhọn cứng của đồ đạc trong gia đình. Chất liệu silicone trong suốt, dẻo dai làm giảm thiểu tối đa chấn thương cho bé khi có va chạm xảy ra. Sản phẩm có kèm theo băng dính 3M siêu dính giúp bạn dễ dàng dán vào góc nhọn của đồ vật khi không cần dùng dễ dàng tháo ra và vệ sinh. Thiết kế không chỉ phù hợp với góc bàn mà dùng được với nhiều loại đồ vật và chất liệu khác nhau như góc bàn gỗ, bàn nhựa, bàn kính, cầu thang, góc tủ, ghế góc cửa sổ. Bạn có thể bọc bất cứ góc nhọn nào mà bạn cảm thấy nguy hiểm cho bé. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần bóc lớp giấy bảo vệ keo, dán miếng bảo vệ vào các cạnh bàn, kệ, tủ. Sản phẩm sử dụng được trong thời gian dài, hãy mua để sử dụng ngay ngày hôm nay để các bé yêu tha hồ vui đùa mà không lo gặp phải nguy hiểm nữa các mẹ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.